Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Đói bụng quá à. Ủa? Sammy ơi, Sammy đói bụng hả? Ừ. À, trời ơi, tội nghiệp, Sam quá à. Thôi không sao nha. Đây, Phong hồi sáng nay á, Phong có đi ra ngoài chợ, Phong mua được ổ bánh mì nè. Đây, đó, ổ bánh mì ngon lắm luôn á nha. Đây, để Phong chia cho Sam một nửa nè. Đây, đây, Phong ăn cho Sam nè, đó. Rồi. Bánh mì hả? Đúng rồi. Cảm ơn Phong nha. Ăn đi, ăn đi. Nào cũng ăn bánh mì chả còn chết rồi. Ủa trời ơi Sam ơi, mình có bánh mì mình ăn thôi là sướng lắm rồi đó. Nhà mình nghèo mà thì bây giờ mình phải chịu ăn bánh mì, mình ăn bánh mì để mình có sức để mình đi học, hiểu không? Với lại á, hai đứa mình á dù gì cũng là hai người học giỏi nhất lớp mà. Mình cứ cố gắng mình học thôi. Thì mai này mình ra ngoài á mình sẽ kiếm được những công việc tốt, lúc mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hiểu không? Hả? À. Tôi nghĩ vậy á. Đúng rồi. Thôi. Thôi bây giờ ăn bánh mì đi rồi tí nữa mình vô mình đi học nữa nha. Ừ, tôi biết rồi. Ok, ok, ăn đi. Mà hôm qua sao mày học bài chưa vậy? Học rồi, tôi học rồi. À, ok, tí đó có kiểm tra nha. Ừ. Không phải nhờ nhờ, trời tôi đói quá à. Hả? Bà đói bụng quá hả? Đây đây, không sao. Đây, bà muốn ăn gì ở đây? Tôi có gà này, đó, có gà này, bánh kem nè, táo vàng nè, đó, bánh quy này. Bà thích ăn cái nào, bà cứ lựa lựa, quẹo lựa thoải mái. Ôi, trời ơi, nghèo phải ăn cái món bào ngư di cá này. Trời ơi, ngán lắm, không ăn đâu, ăn tôi muốn ăn bánh mì cơ. Cái gì vậy bà nói, ai lại đi ăn bánh mì? Ăn bánh mì chỉ có những đứa nghèo như Phong Cận này, như Sammy này mới ăn mấy cái đó thôi. Mình là phải ăn những thứ có tiền như thế này thì mới xứng đáng đúng không? Nhìn đi, trời ơi, trời ơi, vậy mới được chứ. Trời ơi, tụi đang sang chảnh, còn hai người kia nghèo hèn ăn mấy cái món đấy thôi chứ đúng không? Trời ơi, cô xin lỗi, xin lỗi. Ở đây, 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 bà ăn đi, đó, táo vàng, táo vàng, ăn thêm, không có thêm, có thêm nữa nè. Ngon quá. Meanwhile. Ủa, Sam ơi, hình như là có ai đó mới vừa nhắc bọn mình hay sao á ta? Như là vậy á. Thôi. Khách sạn ngang vậy. Ờ, đúng rồi. Ôi, thôi mà thôi, bây giờ cũng trễ rồi đó, bây giờ ăn bánh mì hoài à, tí nữa trễ giờ học luôn á. Bây giờ mình vô lớp mình đi học đi, nhanh lên, nhanh lên. Ừ, chắc đi thôi, thôi đi thôi, đi vô vội đi. Thôi đi vào lớp học thôi Sam ơi. Hôm nay là có bài kiểm tra, nhất định là tôi với Sam phải là những người được điểm cao nhất, hiểu không? À. Tất nhiên rồi, hôm okay. qua học quá trời luôn á. Ơ nhưng mà Phong ơi, tôi ăn hết được nửa bánh mì giờ còn nửa ổ giờ sao đây? Ờ thì đưa đây đi, để Phong giữ giùm cho, tí nữa Phong đưa lại cho Sam. Đây để Phong giữ giùm cho, Phong có hộp đây. Cơm nè, để Phong cất vô cho. Ok, rồi. Hey, thôi bây giờ chúng ta làm bài tập thôi, chứ một tí nữa vô kiểm tra thôi là chúng ta không biết gì là xong luôn á. Ok, làm bài tập trước. Đúng đi rồi. Ok, làm bài tập nè. Thôi bà đi, bà đi. Đây chẳng phải là Phong Cận và Sammy sao? Chào hai bạn nha. Hôm nay là có kiểm tra đó, hai bạn có học bài chưa vậy? Học bài hay chưa thì điều đấy không quan trọng. Quan trọng là lúc nãy tôi thấy Phong Cận với cả Sammy là ăn bánh mì đúng không? Trời ơi. Các bạn có muốn ăn táo vàng không? Này mình cho mỗi người một miếng này. Ăn thử xem hương vị của người giàu như thế nào. Nè nè nè, mấy bạn kia nói gì vậy? Bọn mình ăn bánh mì thì kệ bọn mình chứ, bọn mình không có tiền mà bọn mình ăn bánh mì thôi. Tại bánh mì nó rẻ với lại nó ngon nữa. Còn mấy bạn á, bạn ăn táo vàng thì chuyện của mấy bạn thôi, chứ mất mớ gì mấy bạn nói chuyện giống như là đang khinh thường bọn mình vậy hả? Đúng rồi đó. Ủa? Ê bà tính ra là mình đang khinh thường trước mặt luôn đó mà vẫn còn bảo mấy bạn như đang khinh thường. Ê xin lỗi nha, tụi này khinh thường trước mặt luôn này, khinh thường đấy. Cái gì? Mấy bạn tưởng là bọn mình cần mấy cái táo vàng này của mấy bạn lắm hả? Thôi bọn mình trả rồi nè, không thèm đâu. Trời ơi, chị Diện đó, chị Diện. Mình nói cho bạn biết nè. Trời. Mình nói cho bạn biết à, có thể là mấy bạn giàu hơn mình với Sammy, nhưng mà bọn mình học giỏi hơn mấy bạn, bọn mình hơn mấy bạn ở chỗ đó đó. Đúng không? Tụi này có tiền, tụi này có quyền thì làm gì nhau là chẳng qua là tụi này không học thôi nha. Trời ơi, có tiền nhà giàu nhưng mà không chịu học hành cho tử tế hay trước sau gì cũng nghèo thôi, mình nói cho bạn biết. Đúng rồi. Vậy hả? Hả? Tụi này sợ cái tụi nghèo này. Nghe tức quá mà. Nè, mình nói cho bạn biết nha, bọn mình á, tuy rằng bây giờ bọn mình nghèo nhưng mà mai này bọn mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền bởi vì bọn mình học giỏi mà, đúng không Sam? Chứ còn ông gì ơi, nữa. Ông ơi, tụi mình sẽ trở thành tỷ phú. Đúng rồi. Mấy đứa nghèo hay tưởng tượng mình làm tỷ phú lắm nè. Nè, mình nói cho bạn nghe, bọn mình sẽ trở thành tỷ phú thật sự chứ không có ảo tưởng như bạn nói đâu. Thôi được rồi, bây giờ Sammy ơi, tôi nói Sam nghe nè, một tí nữa bọn mình học xong á,
Tôi nghĩ rằng bọn mình còn dư thời gian, hay là bọn mình đi kiếm công việc vậy đó, bọn mình đi làm đi. Bọn mình cũng có kiến thức mà, trước sau gì bọn mình cũng sẽ tìm được công việc, kiếm được nhiều tiền thôi, đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Để được cho rồi. Hai người biết mình tôi hai tụi mình không hơi không hề vô dụng. Đúng rồi, hai người này nhớ chờ đó, bọn tôi chắc chắn sẽ trở thành tỷ phú. Rồi thôi Sam, vô học bài đi. Đi kệ mấy người nghèo đi. Nghèo thì mãi nghèo thôi. Ôi, lo học bài đi kìa, em tôi tí nữa là bị thầy la ráng chịu. Ôi. Thôi học bài Sam, kệ mấy người đó. Được rồi, bây giờ cũng đã đến giờ ra về rồi. Mình sẽ đợi Sammy tới, sau đó hai đứa mình sẽ cùng nhau đi làm kiếm tiền, để cho mấy người kia không thích thường của mình nữa. Ôi Sammy, đây rồi, Sammy đây rồi. Vậy là coi như mình đã có người đồng hành cùng mình rồi. Hey, Sammy, hồi sáng nay á, hai cái người kia khinh thường bọn mình á, cay quá. Hay là bây giờ bọn mình đi kiếm công việc vậy đó, mình đi kiếm tiền hay được không? Tất nhiên là được rồi, tôi không thể nào để cho người ta khinh thường tụi mình được. Đúng rồi, bọn mình là những người học giỏi mà, tất nhiên là bọn mình sẽ giàu có lên nhanh thôi. Học nói chung mà bây giờ kiến thức lúc nào cũng là quan trọng nhất các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm và kiếm tiền, và sau đó bọn mình sẽ trở thành tỷ phú nha bạn nha. Ok, đi làm thôi Sam ơi. Rồi Sam ơi, đi theo tôi qua bên này, qua bên này anh lên. Còn sao không vợ, lâu quá à. Đây 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 đây, bên này nè, cái tòa nhà màu đỏ nè, Sammy thấy không? Đó, qua đây với Phong. À, hôm nay á, Phong mới vừa kiếm được cái này hay lắm luôn á Sam. Ủa mà ông bảo là mình nó kiếm cái nghề gì để làm tiền thật là giàu, mà bây giờ sao ông dẫn tôi đi đâu vậy? Này Sammy này, ông biết gì hết trơn á. Một khi Phong đã dẫn Sammy đi tới đây, có nghĩa là chỗ này sẽ là chỗ giúp chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Sammy theo Phong qua đây à. Sammy thấy này cái gì không? Bên đây hả? Wow, cái gì vậy? Xin giới thiệu với Sam. Đây chính là những con gián đó, sao thấy không? Có mấy con gián màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu trắng nè, thấy không? Mấy con gián luôn kìa người ông, kìa ông ăn mấy con này hả? Tào lao, tôi đâu có ăn mấy con gián đâu, bà nói gì ghê quá vậy. Đây, để không chỉ á Sam nè, ở bên này nó có ba cái ống cống nè, Sam thấy không? Đó, có mấy con gián nó chui ra nè. Bên này cũng như vậy, bên này cũng có ba cái ống cống luôn, và cứ một cái thời gian nào đó sẽ có nhất rất là nhiều gián chui ra đó, mấy con gián nó chui ra, bạn thấy không? Đó. Thì hiện tại á, cái nhà này á đang có rất là nhiều gián các bạn ơi, cho nên người ta mới thuê bọn mình tới đây để bọn mình diệt hết mấy con gián này giúp người ta, hiểu không? Đó, người ta sẽ trả tiền cho mình. Ủa, diệt mấy con gián này mà cũng giàu được hả? Làm sao mà giàu nổi? Thì tất nhiên là bọn mình diệt mấy con gián này bọn mình sẽ không giàu được, nhưng mà bọn mình vẫn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Thì lúc đó bọn mình sẽ mở cái tiệm bánh, bọn mình bán, bọn mình kiếm tiền, hiểu không? Sao hiểu không? Vậy cũng được. Ok. Mình kêu à. Có gì đâu mà ghê. Nè Sam nhìn Phong nè, bây giờ Sam làm theo Phong mà được nè. Nhảy vô hôm nay đó, Sam lụm mấy con gián thấy không? Lụm. Trời ơi, sao tôi làm được? Ghê quá. Trời ơi, mấy con gián này yên tâm đi, nó chỉ hôi hôi xíu thôi chứ không sao á. Rồi bây giờ nè, sau khi mà chúng ta lụm được mấy con gián xong rồi, chúng ta sẽ làm gì nữa? Đây Sammy nhìn nè, ở bên này á, người ta đã chuẩn bị cho Phong nguyên cái bình xịt gián luôn, Sam thấy không? Đó, to đùng luôn. Bình to vậy sao to? Đúng rồi, bây giờ bọn mình chỉ cần bỏ mấy con gián vào trong cái hũ này nè. Đó, sau cái bình này nó sẽ phun. Đó, thấy không? Đó. Mình bỏ mấy con gián vào trong đây, cái bình này nó sẽ phun mấy con gián, và mấy con gián nó sẽ bị đăng xuất khỏi trái đất. Đó, lúc đó mình sẽ có tiền đó. Nè mấy bạn nhìn nè, thấy không? Mấy con gián rơi vô nè, bạn coi nè, đây. Đó, thả mấy con gián vô xong xịt một cái xong. Đây, là chúng ta sẽ có tiền, đúng rồi. Và sau khi có tiền, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nâng cấp. Đây qua đây Sam nhìn nè, ở bên này mình có thể nâng cấp nè. Đó, nâng cấp. Sammy biết nâng cấp này làm gì không? Làm gì vậy? Mình nâng cấp cái này á là để cho nó tăng số lượng gián lên, mình có nhiều gián hơn. Trời ơi, quá trời gián luôn. Ui. Khóc cái vậy Sammy à, Sammy không muốn kiếm tiền đúng không? Ủa, nhưng mà tôi đâu nghĩ là gián cũng kiếm tiền được đâu. Trời ơi, thì mấy con gián nhìn nó hơi ghê xíu thôi, nhưng mà ít ra bọn mình vẫn kiếm được tiền mà. Sammy nhìn nè, bên này có con gián xanh lè rồi Sam. Có con gián màu xanh lá cây. Màu xanh vậy? Trời ơi. Ok, nhìn con gián y hệt con cóc luôn bạn ơi. Nhìn cũng hơi nổi da gà đó. Ok, không sao, cứ lụm đi Sam. Đó, lụm. Rồi. Đem nó qua bên đây, thả vô đây cho cái bình xịt này nó xịt tiếp. Đó, nó xịt nè, đấy. Cứ như vậy thôi là chúng ta sẽ kiếm được tiền thôi. Ok, bây giờ mình với Sammy sẽ làm công việc này trong vòng 1 tháng để bọn mình kiếm được một ít tiền, rồi sau đó bọn mình sẽ bắt đầu với công việc mới nha các bạn nha. Ok, làm thôi. Rồi Sammy vô lụm mấy con gián đi. Rồi, ok mấy bạn ơi, và khoảnh khắc quyết định đã tới. Bây giờ đã là 1 tháng mình với Sammy làm việc ở trong ống cống. Bọn mình đã đi bắt mấy con gián, và sau đó bọn mình đã tiêu diệt gián và kiếm được tiền rồi. Bây giờ bọn mình sẽ xem tụi mình đã kiếm được bao nhiêu tiền nha. Đây, xin giới thiệu với bạn, đây chính là con heo đất của mình với Sammy đã nuôi. Ok, Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, chuẩn bị nha. Không chờ quá. Đập heo đất ra. Bụp. Được bao nhiêu kim cương? 15 viên kim cương.
Ôi, tôi cũng được 15 kim cương. Vậy là bọn mình được 30 viên kim cương mấy bạn ơi. Wow. Yeah. Hay quá, hay quá. Ok, mình bỏ vô heo đất lại đi, mình bỏ vô lại. Rồi, bây giờ Sam ơi, bây giờ bọn mình đã có kim cương nè, bây giờ bọn mình phải làm gì nữa đây ta? Theo như ông nói là ông muốn làm bánh mà đúng không? Tụi mình đúng đi rồi. Làm bánh đi. Làm bánh hả? Ừ, tính ra bây giờ á, công việc để có thể kiếm được tiền nhanh á là sẽ bán đồ ăn là nhanh nhất mấy bạn ơi. Nhưng mà phải học cách làm bánh đã. Từ nãy giờ tôi có mua mấy cái quyển sách học làm bánh ở đây nè đó. Từ nãy tôi ngồi tôi đọc quá trời luôn hả? Được rồi. Bây giờ mình với Sammy sẽ cùng nhau đi làm tiệm bánh để bọn mình mở đầu tiệm bánh, mình bán bánh để mình kiếm tiền nha. Okay. Sammy có đồng ý không? Đồng ý. Tôi sẽ làm bánh luôn á. Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi. Let's go. Khoan từ, lấy heo đất theo chứ thôi không có tiền đâu. Ok rồi, đi thôi. Let's go. Tên. Rồi, ok, chúng ta đã tới nơi nè Sam ơi. Tới nơi rồi. Cái gì kỳ vậy? Rõ ràng ông bảo sau khi làm giảng xong mình sẽ làm bánh mà. Ông nhận tôi đi đâu vậy? Vô rừng hả? Trời ơi, vô rừng cái gì mà vô rừng? Bà nhìn đằng sau lưng của bọn mình nè. Đây bên này. Không. Đây bên này nè. Sammy thấy bên này không? Đó. Xin giới thiệu với Sammy, bên này là một cái chỗ để chúng ta sẽ thuê làm một cái tiệm bán bánh. Sam hiểu không? Rồi đi vô đây Sam nhìn nè. Ở trong này á nha là có rất là nhiều tiệm bánh của mấy cái bạn khác luôn nè. Đó, mấy bạn này bán bánh nè. Trời ơi, Sam coi nè. Có cái bánh hình trái tim nè. Đó, rồi bánh donut nè, bánh kem đồ nè, dễ thương dễ sợ luôn á. Vậy cho nên là chúng ta cũng cần phải mở một tiệm bánh để chúng ta bán kiếm tiền, Sam hiểu không? Ok. Rồi, trước tiên là chúng ta cần phải bỏ ra một ít tiền để chúng ta mua cho chúng ta một cái chỗ chúng ta bán bánh. Đây, mình sẽ mua chỗ này nha các bạn nha. Đứng vô đây. Rồi, ok. Mình đã mua được cái chỗ này nha các bạn. Ok, chỗ này là chỗ bán bánh của bọn mình nè. Rồi, Tammy biết sau khi mua xong rồi chúng ta làm gì nữa không? Không, vậy làm gì vậy? Bây giờ á chúng ta sẽ qua bên này. Đây, ở bên này nè Sam. Như Sam đang thấy á thì đang có rất là nhiều những cái vật liệu nó đang chạy xung quanh nè. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chúng ta cần phải lấy vật liệu để làm bánh để mình xem coi đầu tiên là sữa nè. Mình sẽ lấy sữa nha. Ok. Đây, sữa để làm bánh nè. Sau đó lấy thêm cái gì nữa ta? Đây có hộp này là hộp táo nè, mình sẽ làm bánh táo nha các bạn nha. Rồi lấy cho mình nè. Phô mai hả? Ừ, bánh có phô mai ngon đó. Ok, rồi mình đã lấy được mấy cái đồ để làm bánh đây nè. Đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong đây. Rồi, chúng ta sẽ bỏ đồ vào trong gọi là cái máy nướng bánh nè các bạn thấy không? Đây, cái máy nướng bánh hiện tại đang nướng bánh cho mình nè các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó nướng xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau lấy bánh ra chúng ta bán. Đó, Sammy hiểu không? Ồ, tính là làm bánh dễ à. Bây giờ tôi sẽ lấy thêm nguyên liệu cho rồi em nấu đi. Ok, Sammy đi lấy thêm nguyên liệu nha để Phong nấu cho. Ok, đây bạn coi nè, bây giờ mình sẽ chờ cho nó nướng. Đây, nó còn 15 giây nữa là nướng xong nha các bạn nha. Much later. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, ok, xong rồi nè Sammy. Một cái bánh hình trái tim. Dễ thương không? Một cái bánh hình trái tim. Sammy có muốn Phong tặng cho Sam cái bánh này không? Có, tôi muốn ngàn lắm luôn á. Bây giờ mà Sammy ăn xong cái là hai đứa mình nghèo luôn á Sam. Ủa, bánh này là mình làm để mình bán mà, đúng không? Mình làm mình bán mà. Ok. Rồi, xong cái bánh rồi. Mình sẽ để cái bánh lên trên đây. Đó là cái bánh nó sẽ được bỏ trong giá nè. Thì khách đi ngang người ta sẽ thấy, người ta sẽ mua, phải không? Đây. Ui, Sam ơi, bên này có menu nè. Menu trái tim anh đào. Trời ơi, trái tim của Sam. Vậy cherry hết mà. Bánh cherry trái tim. Không, bên Phong người ta để menu nè. Tên là trái tim anh đào. Cái bánh này tên là trái tim anh đào. Trời ơi. Trái tim anh đào, tôi tin anh đào thật. Tên anh đào là tên của Sam đó. Trời ơi, nghe dễ thương thật sự luôn ơi. Rồi, bây giờ, ui, từ còn 100 mấy giây nữa là khách hàng sẽ tới, mình phải làm nhiều bánh hơn Sam ơi. Từ từ làm nhanh lên. Ok, từ bây giờ mình sẽ lấy nhiều nguyên liệu để mình làm bánh nha các bạn nha. Đấy, rồi bây giờ chờ thôi. Lấy theo. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi bùm xong. Có thêm một cái bánh nữa. Ôi, cái bánh này là bánh gì đây? Bánh nhìn trái trứng à. Cái bánh này nhìn giống như là một cái quả trứng vậy đó các bạn. Nhưng mà nhìn cũng có vẻ ngon á. Ok, bỏ vô đây luôn. Đó là mình đã có được hai cái bánh nè. Bánh này tên là hoa băng giá. Trời, cái bánh gì nghe tên ngầu dữ vậy. Ok, chết rồi, còn một phút nữa là khách tới rồi, không ổn rồi, mình phải làm nhanh hơn nữa. Ôi chết rồi các bạn ơi, hiện tại bây giờ còn 15 giây nữa là khách hàng sẽ tới để mua bánh. Mà trong khi đó cái lò nướng của mình thì nướng lâu quá à, vẫn chưa kịp thời gian nữa. Khách sắp tới rồi, nướng nhanh lên. Trời ơi, khách tới rồi nè. Nhanh lên. Ok. Rồi xong không, lấy cái bánh ra. Bỏ vô kệ. Rồi ok. Vừa kịp luôn. Ok,
vừa kịp lúc luôn bạn ơi. Dạ kính chào quý khách. Trời ơi, khách hàng vô mua kìa. Trời ơi, mua quá trời luôn. Dạ cảm ơn quý khách. Quá trời. Ôi trời, rồi xong khách leo xe chạy đi mất tiêu luôn rồi bạn ơi. Trời ơi đó, bạn thấy không? Khách chạy vô quán mình, khách lụm bánh, khách chạy ra ngoài. Ủa là trả tiền cho ta. Ủa trả tiền cho ta. Ủa hình như trả rồi. Trả rồi. Ôi. Ok. Dầu Phong ơi. Bây giờ mình có tiền, mình sẽ qua bên shop nữa bạn. Nó đang chỉ mình là qua bên shop nè, để mình qua bên shop coi làm gì. À, để mình mua cái lò nướng mới nướng nhanh hơn. Ok, hiện tại bây giờ mình đang có bao nhiêu tiền ta? 45 đô đúng không? Thì là mình sẽ mua cho mình thêm một cái lò nướng nữa đi. Đây cái lò nướng này, sẽ mua cái lò nướng này. Ok, mua. Rồi ok, rồi mình về mình nướng bánh tiếp Sam ơi. Ok. Như vậy là mình đã có được hai cái lò nướng nha các bạn nha. Hai cái lò nướng thì mình sẽ nướng bánh nhanh hơn. Ok. Ủa, sao người ta chưa giao lò nướng tới cho mình nữa? Ai, thiệt luôn á, lâu thiệt. Thôi chờ đi, chờ đi. Nhưng mà khoan từ, trước tiên mình phải làm bánh tiếp cái đã. Công việc của bọn mình làm là việc chăm chỉ là thế nào bọn mình cũng sẽ có được nhiều tiền thôi. Ok rồi, bà là làm hai cái bánh quen thôi. Thích gì đó nha. Rồi, ok. Tiếp theo để xem coi có chỗ này có chỉnh sửa tiệm bánh nè. À đây rồi, người ta giao cái lò nướng cho Phong rồi nè. Ok, Phong sẽ để cái lò nướng ở đây. Ok, yes, có lò nướng mới nè bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nướng thêm một cái bánh nữa nha. Mình sẽ nướng càng nhiều bánh càng tốt. Bên này là có cà phê nè, mình sẽ làm một cái bánh cà phê đi. Tôi sẽ làm một cái món thật là độc lạ. À, ok, rồi, bỏ vô đây, nướng tiếp. Ok. Ô, bánh hoa hả, đẹp vậy. Ô, cái bánh này nhìn giống cái bánh trung thu quá bạn. Mấy bạn nhìn cái bánh này nhìn giống bánh trung thu không? Sao thấy giống bánh trung thu không? Ờ, y chang hồi nhỏ tôi ăn nè. Ờ, đúng rồi, mình sẽ bỏ lên kệ nè. Để cho chờ khách tới. Ok rồi, bây giờ nướng tiếp, nướng càng nhiều càng tốt. Wow, trời ơi, bạn coi cái tiệm bánh của người ta nè. Người ta nướng được một đống bánh luôn. Còn mình thì hiện tại bây giờ mình chỉ mới được có vài cái bánh thôi à. Cho nên là mình phải cố gắng hơn. Mình mới khởi nghiệp mà, đúng không? Thì đó, bởi vậy cho nên là tôi thấy hâm mộ người ta. Người ta làm được nhiều quá trời luôn. Ok, đó, rồi thêm cái bánh trung thu nữa nè. Rồi, bỏ vô tiếp. Ok, rồi, cái thứ ba. Ok, lấy thêm cái thứ ba ra. Ui, bánh hình trái tim màu hồng. Wow, đẹp quá nha. Ok, để vô nè. Rồi, nướng tiếp. Rồi, còn một phút nữa là khách tới. Cố lên. Rồi, ok, còn 10 giây nữa là khách tới bạn ơi. Hiện tại là mình đã nướng được nhiêu đây bánh rồi nè, bạn thấy không? Đó, rất là nhiều bánh luôn nha. Rồi, chờ khách tới nè. Dạ, kính chào quý khách, xe tới rồi. Đây, xe tới rồi, rồi khách nè. Ui, đông quá vậy. Wow, đông quá vậy. Dạ. Trời ơi, dạ, cảm ơn quý khách đã mua bánh của em. Rồi, quý khách leo xe, quý khách chạy đi rồi. Yes. Ok, dạ, vậy là coi như, cái gì đây? Một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh đang đến. Mang thức ăn và nguyên liệu đến UFO để nhận thưởng hả? Wow, trời ơi, người ngoài hành tinh kìa. Trời ơi, có người ngoài hành tinh luôn. Ôi, mình mang bánh tới cho người ngoài hành tinh là mình sẽ được tiền. Ôi, trời ơi, người ngoài hành tinh cũng ăn bánh hả? Ok, được. Lụm bánh, Sam ơi, lụm. Sam đi, lụm mấy cái vật liệu nè, mấy cái vật liệu đem cho người ngoài hành tinh đi. Ok, người ngoài hành tinh ơi. Em có bánh cho người ngoài hành tinh nè. Đó, trời, ủa, cái bánh bay lên luôn kìa bạn. Wow. Yeah. Ừ, hình như là người ngoài hành tinh muốn ăn bánh của bọn mình nấu hay sao á. Trời, tôi lấy cái bánh này đem cho người ngoài hành tinh luôn. Lấy được không? Không lấy được. Trời, mình phải làm cái bánh mới. Thì mới luôn ông ơi. Nhanh kìa. Nhanh lên, người ngoài hành tinh sắp bỏ đi là mình hết tiền đó. Trời, người ngoài hành tinh đợi bọn em xíu nha. Rồi, xong thêm cái bánh nữa rồi nè. Lấy ra. Yeah, bánh này là bánh gì đây? Ủa, cái bánh gì mà sao nhìn nó đen thui lùi vậy? Mình cháy vậy không, chắc không phải cháy đâu, chắc cái bánh này cái màu nó vậy á. Sô-cô-la, dạ đây, mời người ngoài hành tinh ăn. À, cái bánh bay lên. Rồi, ăn đi nha người ngoài hành tinh. Ok, rồi, tiếp. Mình phải làm thêm nhiều bánh hơn. Rồi, có thêm cái bánh nữa nè, người ngoài hành tinh ơi. Trời, từ nãy giờ mình cho người ngoài hành tinh chắc cũng được 4 cái bánh này đó bạn. Ok, rồi mình nấu tiếp thôi. Later. Oh no, mấy bạn ơi, hình như là người ngoài hành tinh bỏ đi mất tiêu rồi. Trời ơi. Ai, buồn quá. Trời, sáng mất tiêu rồi, người ta phải đi về chứ ông ơi. Ôi, người ngoài hành tinh đi về mất tiêu rồi. Nhưng mà thôi không sao, dù gì thì bọn mình cũng đã kiếm được rất là nhiều tiền luôn rồi mấy bạn ơi. Rất là nhiều tiền luôn rồi nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua bên kia, qua bên cửa hàng để mình coi mình mua thêm, nâng cấp thêm cho cái cửa hàng của mình các bạn ơi. Lúc đó thì mình sẽ có nhiều tiền hơn. Đó, bọn mình sẽ bắt đầu mua nhà, mua xe và trở thành những người giàu có, đúng không Sam? Đấy, rồi. Mẹ thích quá à. Để xem coi, đây nó có cái lò nướng 90 nè, 125 nè. Đó, trời ơi, có cái lò nướng này nhìn đẳng cấp gì, lò nướng kim cương hả? Ôi xịn ta. Mua luôn. Ok, mình đã mua. Rồi, thoát. Ok, tôi đã có được một cái lò nướng kim cương các bạn ơi. Vậy là coi như là tôi sẽ có thể bán được nhanh hơn. Đấy, đi vô đây. Đó, Sammy coi lò nướng kim cương của Phong nè. Đây. Wow, trời ơi. Lò nướng kim cương nha. Đây là từ để Phong thử làm một cái bánh ở trong cái lò nướng kim cương này. Ê, coi thử coi. Vậy là cái bánh nó có thành kim cương không ta? Tôi không biết nữa. Ok, rồi tôi sẽ lấy sữa nè, phô mai nè, bột mì nè, với lại một ít chanh. Đó, tôi sẽ làm
một món bánh chanh. Ok rồi. Ui cái này cần đến 5 vật liệu lận. Vậy tôi sẽ lấy thêm cam đi. Ok, chanh với cam. Ok rồi, đem vô đây. Bỏ vô đây rồi, sau đó nấu. Rồi, ok, để coi cái bánh của nó sẽ ra được cái bánh gì nha bạn. Ui, khách hàng tới, khách hàng tới. Trời ơi, khách tới nữa rồi kìa Sam ơi. Dạ, kính chào quý khách. Wow, khách hàng này mặc vest luôn, nhìn đẳng cấp vậy ta. Dạ, cảm ơn quý khách. Rồi, mỗi người lấy 3 cái bánh luôn. Dạ, rồi, cảm ơn quý khách nhiều. Ok. Đi tiệc mà vẫn ghé quán mình ăn, đúng là khách quý. Đúng rồi, khách quý muốn ghé quán mình ăn đó. Ok, yes, xong một cái bánh. Ủa mà sao? Sao cái bánh này đang thu lùi lùi vậy? Bánh quy ông ơi, bánh quy sô-cô-la. Cái này là bánh sô-cô-la nha các bạn nha. Nhưng mà sao cái bánh đang thu lùi lùi vậy? Nhưng mà nhận được khá là nhiều tiền nha. Vậy là đắt sô-cô-la nè. Vậy là cái lò nướng kim cương này nó sẽ giúp cho chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn từ cái bánh, hay là bánh chúng ta sẽ ngon hơn. Wow, ok. Được rồi, vậy bây giờ mình với Sammy sẽ làm công việc này trong vòng 3 tháng nữa để coi bọn mình có giàu lên không nha các bạn nha. Ok, làm thôi. Vậy cười chi cho nhiều vô rồi ha. Xin lỗi, tại vì Phong đang vui quá cho nên Phong mới cười đó. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn bộ đồ mà Phong đang mặc nè, và bộ đồ Sammy đang mặc đó. Mấy bạn thấy bộ đồ của mình và bộ đồ của Sam có gì khác biệt không mấy bạn? Tất nhiên rồi, bởi vì nó được làm bằng kim cương. Đây đây nè. Nhìn nè, tôi có nguyên cọng dây chuyền kim cương nè. Đó, đúng cái rồi, kim cương vô nè. Đùa đúng gì vậy? Mấy bạn biết không, bọn mình đã mở tiệm bánh được 3 tháng và sau đó nhờ vào những cái công thức mà mình tìm hiểu, nhờ vào kiến thức, bởi vì mình học giỏi cho nên mình đã nghĩ được rất là nhiều những loại bánh ngon. Cho nên á là lúc đó mình đã nổi tiếng khắp thành phố luôn bạn ơi. Và bây giờ bọn mình đã kiếm được rất nhiều tiền. Và xin giới thiệu với bạn, bà lâu đài sau lưng của bọn mình, đây chính là nhà của bọn mình đó. To chưa, đây nhà của bọn mình ở trong đây nha. Là có thuê thêm mấy cái anh lính gác đang đứng ở đây canh nữa nè. Đó, mấy ảnh hello mình nè bạn rồi. Hello mấy anh nha, ok. Rồi đi vô. Đây, cho mấy bạn xem bên trong. Đã chưa, cái nhà gì đâu nhìn nè. Ui, hai chỗ hai tụi mình nè, Phong ơi, lên ngồi. Trời ơi, nhìn bọn mình cứ như là đức vui hoàng hậu gì á Sam. Thích quá à. Đó, mấy bạn thấy không, bất kể những cái người nào mà xem thường bọn mình á, mấy bạn đừng có quan tâm nha. Bất cứ ai mà xem thường mấy bạn đừng có quan tâm. Nhiệm vụ của mấy bạn á là hãy cố gắng học thật là giỏi nè, trau dồi kiến thức để mai này mấy bạn đi ra ngoài á, mấy bạn sẽ kiếm được những công việc tốt. Lúc đó mấy bạn sẽ làm việc nhiều và mấy bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không Sam? Đó. Trời ơi. Không có gì quan trọng bằng kiến thức đâu các bạn ơi. Bởi vậy cho nên là nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì mình với Sammy đã giàu rồi, cho nên là hay chắc là mấy cái người kia trốn luôn rồi, không dám gặp bọn mình ở đâu Sammy. Ok. Mình quá giàu có rồi. Sao bằng mình được? Đúng rồi, sao bằng bọn mình được? Trời ơi, và video bọn mình ở đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Tạm biệt mọi người.